Vì sao các anh chị là như vậy? Rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa bây giờ tuyệt vời. Bây giờ nhiều người bảo là cá bé nuốt cá lớn, đúng không? Và đúng là như vậy, bởi vì là nhiều người giỏi cái này kinh khủng, đúng không? Và nếu mà các doanh nghiệp lớn mà không thức thời là sẽ bị chết. Sẽ không thể là bỏ qua cái IT. Và cái này từ cái lúc mà tôi về, tôi đã bắt tay ngay vào luôn là cái việc ứng dụng IT. Là vì sao mà như vậy? Bởi vì tôi bị ngấm vào trong cái tiềm thức là lúc mà tôi ở bên Thái Lan ấy, thì tôi đã thấy được là cái công nghệ IT nó là cái công nghệ tuyệt vời để thay đổi thế giới này. Thế và tôi nhận thấy là rất nhiều các doanh nghiệp chỉ sử dụng cái gọi là biện pháp thủ công để làm thì nó sẽ tốn rất nhiều giấy mực. Thế và sau khi mà tôi về thì tôi bắt đầu là yêu cầu kế toán phải có cái phần mềm sản xuất, dần dần phải ứng dụng phần mềm và đưa cái phần mềm vào trong ứng dụng sản xuất rất là nhiều đó. Và từ đấy giảm cái số lượng công nhân và ra được cái báo cáo thì rất là lớn. Thế và chính nhờ điều này cho nên cái hiệu quả rất là cao. Vì sao tôi nói điều đấy? Vì trước đây tôi đi thực tập ở một cái công ty xây dựng. Một cái công ty xây dựng nó tới tận 16-17 người kế toán. 16-17 người kế toán. Nhưng mà sau đó thì về sau thì chúng tôi chỉ cần có khi là 4-5 người kế toán thì chúng tôi ra được số lượng báo cáo gấp 3-4 lần so với các bà trước đây 17-18 người như vậy. Bởi vì là cái máy tính nó làm cho hết. Nhưng mà đến bây giờ thì thưa các bạn, nó không phải chỉ là IT nữa rồi, mà nó còn có là Internet of Things này, đúng không? Tức là dữ liệu Big Data này, dữ liệu đám mây này, rồi là gọi là gì nhỉ? Trí tuệ nhân tạo này. Thì đến bây giờ nó phải là như vậy. Cho nên là các anh chị không phải chỉ là IT nữa, mà nó gọi là trí tuệ nhân tạo, đúng không? Rồi là các anh chị phải ứng dụng những cái gọi là Big Data. Vì sao các anh chị là như vậy? Rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa bây giờ tuyệt vời. Bây giờ nhiều người bảo là cá bé nuốt cá lớn, đúng không? Và đúng là như vậy, bởi vì là nhiều người giỏi cái này kinh khủng, đúng không? Và nếu mà các doanh nghiệp lớn mà không thức thời là sẽ bị chết. Và bây giờ chuyển đổi số nó rất là nhanh. Cho nên cái này nó sẽ rất tốt cho các anh chị để các anh chị ứng dụng những cái apps này, đó, sử dụng những cái cách thức phần mềm vào, hay là các cái thức giao dịch bằng toàn bộ hệ thống điện tử. Tôi sang cái công ty Panasonic ở ngay chỗ Bắc Thăng Long này, các bạn có biết là xe robot của nó ấy, nó đi trên đường này, xong rồi nó gặp chúng tôi, rồi nó dừng lại, đi ra thì lại đi tiếp, và sau đó thì nó bê này, nó để lên đây, sau đó lại quay trở lại tiếp tục như vậy, sau đó lại bê ra đây, nó đi ra, đi khắp như không có ai cả. Và toàn bộ cái hệ thống đấy người ta gọi là smart factory, tức là phân xưởng thông minh, gọi là nhà máy thông minh. Và đấy chỉ là một ví dụ thôi. Và nhiều nhà máy bên Trung Quốc một năm, nếu mà không vì Covid thì anh em tôi sang đấy phải tầm 10 đến thậm chí có 5 đến 20 lần sang liên tục. Bọn tôi có thẻ mà, thẻ APEC thì đi sang đấy thoải mái để nghiên cứu. Thì Trung Quốc nó bây giờ tại sao mà nó trở thành một cái đế chế hùng cường, nó bây giờ nó là số 1 thế giới rồi, đúng không? Nó sẽ vượt Mỹ, chắc chắn nó sẽ vượt Mỹ. Bây giờ nó số 2, nhưng mà thực ra tôi nghĩ là chỉ trong vòng thời gian ngắn nhất thôi nó sẽ vượt Mỹ. Mà cái hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống cái nhà xưởng nó cực kỳ thông minh anh chị. Anh trai tôi vào trong một cái khách sạn, ở khách sạn 5 sao. Đây thì mình muốn có một cái để bôi cái môi này cho nó đỡ khô môi. Em đề nghị trợ lý bảo bên chỗ dưới Lê Tân cho xem mà có cái đấy mượn cái mua cho hộ cái. Thế là xong rồi, một lúc sau thì có chuông bấm tinh tong. Thế là anh trai tôi mở ra, ông ấy mở ra thì ông cũng nhìn thấy người đâu cả. Thế là xin chào quý khách. Thế mà xin chào quý khách cho nó thì nói bằng tiếng Trung. Thế mà có trợ lý đấy thì bắt đầu là cái con robot nó mở cái cửa này ra. Thế là anh trai tôi mới nhìn thấy cái nọ này và đấy. Nó tự động hóa như vậy, đúng không? Tức là không có người nữa. Hay là có một cái ông ăn xin, có một trong một cái clip, không biết là các anh chị biết. Thì cái ông ăn xin là xin một cô gái trẻ tiền. Cô gái trẻ mà bây giờ là
không có tiền mặt, nên ông xin mới mở cái áo này ra, có QR code này. Thế là bạn ấy cười, bạn ấy không thể nhịn được cười đâu, cuối cùng bạn vẫn phải scan để cho tiền. Thế ông ăn xin còn như vậy, tuyệt vời không anh chị? Tức là bây giờ chúng ta có thể có sử dụng rất là nhiều. Thì ở đây là các chị nên sử dụng này. Và cách đây 12 năm về trước, tuy tôi chưa sử dụng được những cái như này, nhưng mà cái IT tôi đã tiết kiệm vô cùng nhiều. Đó, cái IT là giảm được số lượng cái nhân viên kế toán, đồng thời là các anh chị là giảm được rất nhiều những cái thời gian processing, và cho các anh chị được rất nhiều các